cu bé là có nghĩa là cu bé, cu bé. Em có ý về bên Cho lời khuyên đi anh, mấy 4 triệu ba chơi được game này không? Mấy mấy con có 4 triệu ba hả? 4 triệu ba chơi được game này bốn không? Không chơi nổi đâu. 4 triệu ba là sao 4 triệu ba là nguyên nguyên cái máy rồi, nguyên cái cây luôn, thì không không thể nào được, không thể nào chơi được. Bây giờ muốn chơi Liên Minh với tầm 10 à? triệu. Ờ, 10 triệu. Bèo nhất là 10 triệu, bèo đấy. Ít nhất là Thế phải thì bây giờ 10 triệu. Sáu bảy triệu hả? Sáu bảy triệu ông mua lại hay gì chứ, ông mua mới làm gì sáu bảy triệu? Bây giờ đồ đồ máy tính nó đắt lắm không, nổi cái màn hình không nữa hết mẹ nó triệu mấy rồi, ông thấy đúng không? Màn hình không đã triệu, màn hình triệu mấy là màn hình rẻ nha, màn hình cùi đó, tôi đang là nói màn hình cùi đó, màn hình xịn bây giờ cũng phải trên 2 triệu. Wow. Rồi ông mua lại đồ cũ hay mua làm gì, mua công chơi nó hư vậy? Mới thả tin được thôi à, em có nhắn vào cái. Ủa anh ơi, Hả? người lạ không không inbox được vào ảnh của em à? Được mà. Chuyển xin nhận được rồi nha, thank you em. Được mà, người lạ vẫn được mà. Thank you gặp nào ha. Mày không nhắn đủ chị gì chị à? Chào mừng nha. Cảm ơn em nhiều. Thế chị cho em đi. Mày không được chị gì thôi. Chị chỉ có một đồng tiền nào. Chị hết tiền rồi nha. Không lỗ những gì lỗ lỗ không. Nè, năng cua này, năng cua nè. Rồi, một pha hấp diêm tập thể. Đọc xanh. Ngon. Trời ơi, không rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng mà có rét Đánh năng thấp mà để delay, tôi không có để delay nha. Không delay nha. Kể nha. cả, kể cả tôi đánh năng cao tôi cũng đâu để delay đâu. Ôi thầy tao đây này, này ảo ảo diệu anh ơi. Quán nét của trung bình một máy bao nhiêu? Quán nét tôi đòi quán nét đâu không? Ông lộn người đó. Tôi là Handy bên Liên Quân nha, còn ông kia là Handy Liên Minh khác nha. Mấy ông bị nhầm rồi đó.
cái ông mà mở nét là cái ông bên Hemedy bên Liên Minh, còn tôi là Liên Quân mà. Dạ. Mà không lộn rồi. Nói sai mình kết chúng mình nói là bình thường. Nói sao mình thua, vậy thôi. Ờ, nó cần bên đây mà ta. Ai đó chứ? Hôm nay không có gì làm hết không? Con muốn làm chết thật rồi. Ủa, không chết à? Má rồi mà. Ủa, thế nào, bây giờ mình tốc đều lên từ đầu. Bao giờ đón hết là thẻ điện thoại bạn? Vậy chị ép ai kìa. Hỏi xuống xem bao giờ đón hết là thẻ điện thoại được. Bao giờ đón hết là thẻ điện thoại được hả? Này mới hỏi Dũng mà, Dũng bao giờ mới đón hết là thẻ điện thoại được. Rồi thẻ là chị. Chắc là còn lâu nữa. Quá đáng thế. Mày có thể không trả tin thì mày có thể thả like được không? Trời ơi, nó chưa ổn định chứ làm được nữa. Chưa hình thành chứ. Có ngày nào lên chói nó một phát coi. Đánh đâu rồi, đánh sao không vậy? Lên nè. Đánh đi không? Kèo này mà phân quà cái đéo gì? Trên mà rồi sao nó lại đâu vừa đang buông lên chói nó phải hả? Con gà ôi là 6 rồi. Trời ơi, này chi đau á. Con chết à? Bóp chi đau ấy. Ông chụp bóp. Lao lên, chói đi ông. Phục thì về. Chứ đánh gì mà hiền mãi luôn. Mày chỉ mỗi lần tăng động là giật mình. Thôi đi ông. Đánh con mót mà đánh vậy là thua thiệt. Bởi vì sao có cái chói mà lên mấy ông chói đại đi hụt thì chạy về chúng thì đánh đúng không? Gà đánh đâu đánh kiểu này đánh mà kiểu ôm đứng đằng sau tôi đánh thì đánh mấy mẹ mấy con búp á lu lu rồi đó nó ngon hơn chứ đánh mót gà nào mà đứng sau không. Rồi mình thua là cái đó rồi. Mày bị ảo hả? Trời ơi, nó nghĩ nó lôi rồi tui á. Tao tóc biến nữa. Tao tóc biến luôn hả? Ừ. Mày tao thấy nó hồi máu mà. Tao tóc biến nữa rồi. Đấy, lên mà chói, đúng rồi. Ừ, đây. Đấy, lên mà chói. Mà nó chói hẳn cái tóc biến ngu. Nghĩa trượt rồi đấy. Ờ, nó lấy trượt rồi đấy mà kia tóc biến vậy đó. Đúng là nhiều thứ à, mình phải nói nó mới lình, nó chói đó chứ không nó hiền đó. Hình nhựa. Mà nó về kìa, nó chả biết đâu. Kệ nó đi. Nó giờ nó cũng chả mua được cái gì đâu. Vãi cũng biến về luôn. Bây giờ nó mua cái gì vậy? À, nó cái động. Anh Phúc rồi SKT, tôi mới dùng quýt SKT á. Đem nó gà quá, không đủ đánh với tôi. Không được. Rồi đánh với tôi rồi tôi gánh tôi còng lưng quá. Đưa tay gầy. Má đánh gì đâu, thay Parker vô đánh mà vẫn gánh thấy mẹ mấy ông đó. Đây mấy cái tê tạ quá, tôi gánh không nổi, tôi phải về, tôi cài stream. Trời, thôi một cài. Ừ. Mà ăn cái mạng. Thơm. Mê. Ôi. Mê này ngay. Ok.
Ủa mất cái xe luôn. Ôi anh gặp bạn em rồi anh ơi. Anh Dũng làm nghề rồi, anh Dũng làm nghề làm web nha. Ai làm web liên hệ cho Dũng nha. Ê chào, cảm ơn em nha. Cảm ơn ông Dũng. Chạy 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 chạy. Không đổi được cái thằng biết là thất cả hai rồi. Nó hết chó rồi, nó mới chó đây à. Thôi ạ, thôi ạ. Làm web GAV được không? Trời ơi. Được. Web nào cũng làm được, liên hệ cho Dũng nha. Bên dưới có cái bên dưới cái YouTube của tôi có cái mail của Dũng á, liên hệ vô đó. Có cái liên hệ quảng cáo á. Không nhận tin cho Phúc cũng được. Còn không nhắn tin vô fanpage á. Đâu ấy? Tại vì fanpage của tôi Dũng cũng biết mà. Trời lắm mà con bị luôn. Ui. Mấy tiếng làm file lại nữa. Anh ơi nói lại xuống anh, nói lại xuống anh, nó biết rồi. Nãy nó mất tele rồi. Nó tele rồi, nó tele rồi. Ờ, nãy nó tele xuống mà. Thằng đi đâu nhở, thằng đi đâu nhở? Không thấy, không thấy. Đam yếu. Chào mọi người. Ui, còn lại farm kinh ấy. Dạ. Ôi, thằng gì dưới đây nha. Ôi, nó đi của em. Chuyện nó còn đang trong. Ồ, đấy là rơ mình. Ui dạ. Ôi, hồi máu, hồi máu, hồi máu. Đúng rồi. Ai đi theo đầu em của em anh ơi. Bên, em phải được cái giải tiếng ngừng á, em không sẵn. Đồng hồ phát và chỉ đằng kia em. Mày chỉ đánh đấu phép. Mày cũng xanh mà, nhưng mà nó cũng xanh mà. Nó không có xanh nhưng mà nó kêu nó mà. Nó chơi hay. Nó ép hai tinh á. Ừ, ép hai, nó ép hai tinh. Nó chết rồi đó. Hay cũng chết rồi. Em đây. Xuống tiếp, chưa sợ. Cái gì là gì cả? Nói sao anh? Anh đang về. Hai. Em không sao, làm sao? Rồi, nó chạy đây mà. Lười kéo khó. Trời ơi, tại sao mình lại quên mít rồi? Mình chết rồi. Ây ơi, kéo. Ây ơi, thằng nào ấy? Ôi, nào cũng hết mana hết trơn. Cũng ghê, bài này có mana là ngon, thịt luôn á. Đã, anh khoảng hết đúng không? Mana là trưởng à. Đây mình luôn anh. Ừ. Phải lên cái dài này mấy ông ơi. Má nó tem nó nè, một stun nè. Stun. Quá nhiều. Mít, ui dồi, em không trời con blue anh ơi, đó. Cái W bây giờ dùng sao mà, cái W thì ông bắn thường đó. Ông bắn nó, ông tích cái stat đó. Khi nào nó full stat, ông W lên, ông win nó một cái nó đau lắm.
giòn cái bắn thường ở đây xong rồi ông gồng gồng cái quy lên bật W xong rồi gồng cái quy lên là bắn chúng nó là mạnh. Trời ơi, chạy mất một cái nhét không? Nè, 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 hai bó ai ôi giời, hết rồi đi hết nha, mày chế nói chung tớp kìa à. Má phải đâu mà mọi người không có là cái nhà thiên ngừng, chắc là chết chói lâu vậy sợ. Ôi đậu xanh lại mất đây. Trời ơi, cầm mắt mắt, nhìn mắt. Sao, 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 Hà Nội mở ra nhỉ? Ui. Hút máu, hút máu. Ui. À, cái súng, cái cung 20cm gì kỳ vậy ta. Này này, anh ơi. Súng này chi nữa, ăn đồng vậy. Nói quá, 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 quá. Nè, quá thôi thằng đấy. Ủa, không ai đấy thôi. Thôi bỏ đây, ăn đồng đi. Hết tiêu rồi. Đi, đi vào, đi vào này, đi vào này. Đủ tiền không ta? Đủ. Mua cái cuồng đao. Em ông nào cũng thắng đánh hay đấy. Ờ, xin chào đánh hay. Ai? Mai Thiên sinh năm bao nhiêu thì em 20 tuổi. Rất một bầy. Hello, me outside, okay, bye. Má cái này bắn ghê đấy vậy. Chơi chơi chơi. Này này này. Chơi 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 tiếp, chơi chơi chơi. Thằng sẽ bó có đứng xa quá, ở đó không còn mạnh. Bài này đâu làm rơi cái này, ừ bài này em nghe từ bài 8 rồi. Cái nội tại e con qua đuối này ngon lắm á nha. Làm chậm và giảm hồi máu của đối phương á. Làm những cái thằng nào mà hồi máu sẽ bị giảm. Con này đa con này bây giờ đi AD ra số mắt e không à. Ít ai mắt quy lắm không.
nó nghe lợi lắm, làm chậm rồi rỉa máu được, nó hồi nhanh, nó cooldown nhanh lắm, lại rỉa được nhiều, chứ lại nó dễ trúng nữa, cái Fury khó trúng lắm. Đúng rồi, có gì. Lách thì lách. Ở đây không lách. Ủa để con sắp bắt rồi. Anh chờ nó ra đây nè. Gì vậy? Gì không? Gì anh làm gì vậy? What the fuck? Hay. Ông bên đây này giống như người yêu cũ ông hay Garim quá. Trời ơi. Chỗ cắm sừng á, cây vô nhà chứ. Cắm như đâu rồi em ạ? Thì mù ba vô trong đó chứ. Cạn lời. Mà mời ăn no xong, xong để ra là ngủ. Xong thì đó em chưa xong thì vậy nè. Thì đó lại phải em không cho em ngủ. Mình cứ sai nhau là bọn mình lại lại xanh đúng không? Bọn mình không có thuộc về nhau liền. Vậy thôi. Sân bay tân sân nhất. Welcome. 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 Coming home. Chứ giờ sao vậy? Let me behind. Trái chết rồi. Ôi giời, mình đừng quên đi. Tỉnh nha. Hello cưng, chị chào cưng nha. Chị chào cưng. Hello mấy cưng. Hello mấy cưng. Chích bộ kêu support. Support này là em à? Không top này dễ sợ. Top mình chơi hay cơ, đừng mình chơi hay. Đừng mình chơi không hay, top mình chơi không hay. Support mình chơi cũng ok, anh chơi hay nhất. Mid mình chơi dở nhất. Cười đấy.
giỏi AFK luôn rồi. Oh my god, không biết tin được tại sao lại có thể như vậy được. Ôi tôi làm gì vậy? À, nó thiệt tình. Chết rồi ra. Tại. Ủa, chứ hả? Nhà dính đó. Ui, hai đứa nó kìa. Vậy chỗ chỗ thấy không? Nhà bay hết rồi. Nhà bay hết rồi, nhà nó bay rồi, nhà như sân bay rồi. Không tin được ai hết. Cái người thân thiết với mình nhất lại nói mình như vậy. Bởi vậy. Tôi buồn cười á. Nè ai đó hãy cắt cái dây cười của tôi được không? Người ta khen có dở là người ta khen có hay mà không biết bởi gì. Mình không lấy không được nhau được đâu. Được. Ai xa em đã hay thổ địa cục trần gian sao vậy? Ôi hay xem con đường của ai xa hơn à. Chị ơi sao không ổn quá đi lại ổn rồi chị thích ổn đi đâu không? Ô ma tin nào cứ bột bột mà thực ra là chị hình như chị chiều ô ma tin bao giờ mày yeah lắm đơn giản thì anh em like và đăng ký kênh nha. Like và đăng ký kênh nha. Anh đổi ạc đi, anh đánh cho người khác đi. Nhờ đổi ạc nha. Đánh cho ai vậy?